Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thamma, Nam Mô Sangha, dạ, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức. Dạ thưa, hôm nay là ngày Chủ nhật 13 tháng 12 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày 29 tháng 10 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ con kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng con tác bạch xin giới. Nam mô Bụt Thầy. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukka sa mayang phan te tisat ra ne na sa ha atang ga sam man na ga tang upo sa thang ya cha ma duti yam bi mayang phan te tisat ra ne na sa ha atang ga sam man na ga tang upo sa thang ya cha ma tati yam bi mayang phan te tisat ra ne na sa ha atang ga sam man na ga tang upo sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mạnh trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Bụt thang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sangkhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng. Dutiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Bhutang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati Bata Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata Vechamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna Dana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna Dana Vechamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacariya Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Aparamacariya Vechamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musavada Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musavada Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayama chappama dathana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura merayama chappama dathana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapujana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapujana Veramani Sikha Padang Samadhiyami,
đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natya Gita Vadita Visu Kadasana Mala Gantu De Bata Dharana Mandana Vifu Sanatana Veramani Sikha Badang Sama Diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Natcha Gita Va Dita Visu Kadasana Mala Gan Thavi Le Panatha Chana Man Dana Vifu Sanatana We Chamani Sikha Padang Samma Diya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca Sijana Maha Sijana Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucca Sijana Maha Sijana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang Athang Gassamman Nagatang Puthapan Nyatang Upo Sathang Imang Charatin Imang Chadivasang Samadhiwa Firakitum Samadhiyami. Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badane ubosati valasena iman jaratan iman jadi vasang sa tukang katawa apamadena samma rakita bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dĩ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kinh phụng hành. Si lê na su ga tan yan ti, si lê na phu ga sam ba da, si lê na ni po tan yan ti, tasma si lang vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mãn chung thọ sanh lạc cảnh là tản duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tỉnh thanh. Xa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Tất cả anh phú hoàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ sa thủ lành thai lành thai. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ Ngài Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Và con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và Sa Thuốc. Và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha giá. Chúng con nhờ cảm ơn sư Huệ Ngọc đã thay mặt chế tử để thọ Bát Quan Trai Giới. Tiếp tục chương trình, đây là chương trình Phật Đà Tham Má trên mạng internet qua Podcast, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Boston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con đang nhận được thành kính đảnh lễ cho tôn đức và thân chào tất cả quý giáo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 50, 6 cặp thuộc tánh. Sư do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải, chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu từ bi giảng dạy bài học Nam Mô Bụt Tha nhé. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam Mô Bụt Tha nhé. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chư Thịnh Văn Điện Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, chúng ta học tiếp tục về tịnh hảo biến hành. Tịnh hảo biến hành có 19 thứ. Chúng ta đã học xong về tính niệm tàm quý vô tham vô sân và trung hòa, hay là tâm sở quân bình. Hôm nay chúng ta sẽ học về 12 thứ tịnh hảo biến hành còn lại, phân thành 6 cặp: tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, vô thân, vô tâm, thích thân, thích tâm,
thuận thân thuận tâm, chánh thân chánh tâm. Sáu cặp tâm sở này ý nghĩa chúng ta nên hiểu thuần theo thắng pháp. Chứ chúng ta không hiểu, không nên hiểu cách đại loại. Vì nếu chúng ta hiểu cách đại loại như vậy thì rất khó để chúng ta nhận diện được những cái thuộc tánh đó, tại sao đã gọi là đồng sanh trong một sắc na tâm mà một thuộc tánh trợ cho cái pháp này, một thuộc tánh trợ cho những pháp kia. Thì do vậy chúng ta phải, trước hết thì chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của danh từ như chữ tịnh, bát sát thí, khinh, lahuta, nhu buduta, vân vân. Những cái thuộc tánh đó nó có ý nghĩa như thế nào, ảnh hưởng như thế nào đối với pháp đồng sanh, thì hôm nay chúng ta sẽ nghe Thượng tọa Giác Đẳng trình bày về sáu cặp thuộc tánh tịnh hảo biến hành này. Bây giờ thì xin mời cô Lan Dầu Nguyệt đọc cho tính văn của bài học, sau đó xin cùng tỉnh Thượng tọa Giảng Sư bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bổn Tài. Sáu cặp thuộc tánh tự kinh nhu thích thuần chánh phần một sử dụng thực tế đang giảng dạy. Học thắng pháp là học về pháp thực tánh, như cách nghiên cứu khoa học tự nhiên ngày nay có những chi tiết được đề cập, bởi vì thực tánh là vậy, không phải là sản phẩm của suy diễn của triết học tín ngưỡng. Chính vì điểm này có rất nhiều chi tiết, nhất là theo phương diện vĩ mô, tạo nên sự ngạc nhiên cho người học, ngay cả một người học Phật lâu năm. Sáu cặp thuộc tánh tịnh hảo biến hành: tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Cần được nhìn thuần thắng pháp hơn là hiểu theo cách nói đại loại. Trước khi đi vào chi tiết của sáu cặp thuộc tánh kể trên, cần lưu ý một vài điểm sau. Danh pháp là sự hỗn hợp của tâm và các thuộc tánh. Trong ngôn ngữ của thắng pháp tạng, tâm thức và vật chất được đề cập đến với tên gọi danh, nam và sắc, rupa. Danh hay nam đôi khi cũng gọi là danh pháp, bao gồm tâm và các thuộc tánh. Tất cả tâm đều đi chung với thuộc tánh. Sự kết hợp giữa tâm và các thuộc tánh tạo nên nhiều biến thể, từ 1 cho tới 121 thứ tâm. Người học thắng pháp cần thường xuyên lưu ý về sự có mặt của các thuộc tánh trong mỗi thứ tâm. Sáu cặp thuộc tánh: tỉnh thân, tỉnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, nằm trong nhóm thuộc tánh tịnh hảo biến hành. Tổng cộng có 19 thuộc tánh, có nghĩa là đã gọi là tâm tịnh hảo thì không thể thiếu sáu cặp thuộc tánh này. Một sát na tâm thức gồm tâm và thuộc tánh vận hành như bộ máy. Cái khó khi học thắng pháp tạng với nhiều người là tính cách hỗn hợp trong tâm pháp. Ở kinh tạng thường nói theo cách đại loại thì những pháp như tính, niệm, tàm, quý
được hiểu như những trạng thái riêng biệt trong lúc thức pháp tạng dạy tâm thức, dù là một sắc năng, cũng bao gồm thọ, tưởng, hành, thức. Do vậy, luôn luôn cần nhớ rằng các cetasika là những thuộc tính, attribute hay factor, chứ không phải là những đơn vị, unit. Ví dụ, như nói đến sự vận hành của máy bay, người ta nói đến động khí học không phải chỉ có máy phản lực hay chống chóng, mà là một sự kết hợp đầy đủ của thân, cánh, đuôi, mái, vân vân. 6 cặp thuộc tính: tỉnh thân, tỉnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, không thể hiểu theo cách riêng lẻ mà phải hiểu theo cách tổng hợp. Có những ảnh hưởng riêng biệt đối với tâm và các thuộc tánh. Nói về chánh pháp hay tâm thức thì thắng pháp thường đề cập tâm, citta và các thuộc tánh cetasika. Theo cách nói ngũ quẩn thì tâm thuộc thức quẩn và các thuộc tánh là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Dù bốn danh quẩn đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biến một cảnh, nhưng có những trường hợp chịu ảnh hưởng khác nhau. Trước đây, trong phần nói về những thuộc tánh bất thiện, có hai thuộc tánh được nói tới là hôn trầm, thina và thủy miên, vitha. Cả hai đều cảm thấy trì trệ, giả dự, nhưng hôn trầm chi phối tâm, thức quẩn, còn thủy miên chi phối các thuộc tánh, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Khái niệm này không tìm thấy trong kinh tạng. 6 cặp thuộc tánh tỉnh thân, tỉnh tâm, nhu kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, cũng tương tự như vậy. Trong từng cặp, có một thuộc tánh chi phối thức quẩn và một chi phối ba quẩn còn lại. Đừng để từ ngữ làm rối trí. Thắng pháp tạng, Abhidhamma, có cả rừng ngôn từ và ý niệm xa lạ. Người học cần có thái độ chính danh. Từ ngữ đó xài ở đâu, đi với pháp gì, để không bị lẫn lộn. Trong trường hợp 6 cặp thuộc tánh tỉnh thân, tỉnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, thì chữ thân và tâm không được hiểu theo cách thường, không được hiểu theo cách thường được hiểu. Thân, ca nhé, ở đây chỉ cho các thuộc tánh cetasika hay ba quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Tâm, citta, chỉ cho thức quẩn. Ngay cả khi học thắng pháp, chữ tâm có khi được nói riêng lẻ, nhưng thường là tổng hợp của cả bốn danh quẩn. Thí dụ, nói tâm tham thì gồm tâm, sự biết cảnh của thức quẩn và một số các thuộc tánh tở tha, bất thiện, cộng chung lại. Trong tất cả ngôn ngữ liên hệ tới môn học này, dùng Việt ngữ, Hán ngữ hay Phạn ngữ, dù xưa cũng như nay, những thuật ngữ thắng pháp tạng đều được định chế để diễn đạt ý nghĩa đặc biệt nào đó, vốn không có trong kinh tạng hay thường thức. Chính vì vậy, người học nếu không nhận rõ dễ dàng, bối rối và hiểu lầm. Hình ảnh minh họa có hai hình ảnh, một hình ảnh phân chia 52 thuộc tánh và một hình ảnh 6 cặp thuộc tánh. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là thuộc tánh quân bình, bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh tỉnh tánh, thuộc tánh tỉnh tâm. Nội dung bài học đến đây đã chính thức. Chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Đại Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư nhé. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiếu Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay, thì chúng ta đề cập đến sáu phần
tức là sáu cặp thuộc tính còn lại. Sáu cặp có nghĩa là 12 thuộc tính còn lại của 19 thuộc tính tịnh hảo biến hạnh. Điều này có nghĩa là đây là những thuộc tính mà có mặt ở trong tất cả trong tịnh hảo, nơi gọi là tịnh hảo biến hạnh. Và những thuộc tính này phải hiểu theo từng cặp. Ví dụ như tịnh tâm, tịnh thân, kinh thân, kinh tâm, du thân, du tâm, v.v. để hiểu theo từng cặp. Và do có 6 cặp nên chúng tôi đặc biệt dành riêng một bài để mà giới thiệu, xem như là một bài dẫn nhập khi mà chúng ta đi vào chi tiết của những thuộc tính này trong những bài học kế tiếp. Thưa quý vị, để hiểu rõ và chúng ta không có cái sự lẫn lộn về ý nghĩa của những cặp này, của tất cả 6 cặp này, thì chúng ta cần trở lại với một số những khái niệm mà không thể không nói đến khi đề cập đến thắng pháp. Khái niệm đầu tiên mà chúng ta nên hiểu là khái niệm về danh pháp. Danh pháp là một cái gì đó mà trong cái quan niệm hàng ngày cũng như ngay cả đối với khoa học ngày hôm nay thì nó thường vượt ngoài cái tầm hiểu biết của hầu hết chúng ta. Con người thì hay suy tưởng rằng về phần vật thể đó, thì chúng ta có thân này, có đầu mình, tay chân, rồi có thịt xương gân mủ máu, chúng ta có các loại sinh tố hóa chất để nuôi cơ thể v.v. Nhưng mà về tâm thì chúng ta hay quan niệm rất là đơn thuần, đó là tâm vốn là một linh hồn, và linh hồn đó thì nó làm tất cả mọi việc. Ngay cả trong cái ngành tâm lý học của Tây Phương, mặc dù ngày nay thì đã có chia ra nhiều cái trường phái về tâm lý học như là behaviorist, humanistic, dualistic chẳng hạn. Nhưng mà những cái sự phân biệt đó nó chỉ là một cái cách mà chúng ta gọi là cái phương cách hay là cái approach để nói về tâm, nói về tâm lý. Nhưng mà nó cũng không có một cái gì mà họ cố gắng để họ chia sẻ tâm lý ra như trong Phật giáo. Thì nếu một người Phật tử mà học về thắng pháp á, thì hiểu rằng cái gọi là con người của chúng ta là một sự kết hợp giữa hai thành phần gọi là danh và sắc. Sắc là nói về thân của chúng ta, cái gì thuộc về vật thể. Và danh là cái gì có tên gọi mà không hình tướng, chúng ta gọi là tâm thể. Và trong cái tâm đó, thì thưa quý vị, thường gọi là danh hay là danh pháp, nó luôn luôn là một cái sự hỗn hợp của tâm và các thuộc tính. Người Trung Hoa khi mà dịch thì họ dùng cái chữ gọi là tâm vương và tâm sở. Tâm vương và tâm sở được thí dụ như là cái triều đại, như chúng ta nói là triều đại nhà Trần, triều đại nhà Lý, hay là triều đại hay là
triều đình của vua Lý Thái Tổ, Trần Anh Tông vân vân. Thì khi chúng ta nói một cái triều đại hay là một triều đình đó, thì chúng ta không thể chỉ nói đến một vị vua, mà chúng ta phải đề cập đến những cái vị viên quan ở trong triều. Và những vị quan này nó cũng tạo nên một cái tính cách riêng của từng triều đình và cũng từng triều đại. Thí dụ như chúng ta nói là triều đại nhà Trần, không phải chỉ có các vị vua nhà Trần, mà chúng ta phải đề cập đến những cái vị quan, ví dụ như là nói về Trần Thủ Độ, và chúng ta nói về Trần Hưng Đạo, Trần Bất Toản v.v. Thì trong cái mà chúng ta gọi là tâm vương hay là tâm, thì nó là phần chủ đạo, là biết cảnh. Nhưng mà tâm khi mà nó kết hợp với các thuộc tánh, thì những thuộc tánh này nó tạo thành một sự hỗn hợp. Chúng tôi phải nói về sự hỗn hợp này bởi vì đa phần chúng ta học trong kinh Tạng, ví dụ như bài kinh Tứ Niệm Xứ về Pháp Quán Niệm Xứ, hay là quán về Năm Quẩn, hoặc trong bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật Ngài dạy quán sát về Năm Quẩn. Ngài hỏi chi tỳ kheo, Ngài chi đâu? Sắc quẩn là thường hay vô thường? Những gì vô thường là khổ hay vui? Những gì vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì có nên cho bằng đó là của ta, là ta, tự ngã của ta chăng? Thì sau khi Đức Phật Ngài hỏi về sắc quẩn, thì cũng trong cách hỏi đó Ngài hỏi về thọ quẩn, về tưởng quẩn, về hành quẩn, về thức quẩn. Thì khi mà Ngài giải, Ngài hỏi về sắc quẩn, thì chư tỳ kheo biết rằng Đức Phật hỏi về thân này. Chúng ta là đóng thân tứ đại, đầu mình tay chân, thân đó là thường hay vô thường. Khi Đức Phật Ngài hỏi về thọ quẩn, thì chúng ta hiểu về những cái cảm thọ như là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Khi Đức Phật Ngài hỏi về tướng quẩn, thì chúng ta nói về kinh nghiệm, về ký ức, về những gì đã từng trải, từng hấp thụ. Ví dụ như về văn hóa, về kiến thức, về sự giáo dục, v.v. Khi Đức Phật giải về hành quẩn, tức là Ngài hỏi về hành quẩn, tức là Ngài nói về những cái chủ trương thiện ác, tốt xấu, làm hay không nên làm, những quyết định hành động trong đời sống mà nghiệp là chủ đạo. Và khi Đức Phật Ngài hỏi về thức quẩn, tức là Ngài hỏi về các cái giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Thì như vậy, ở trong pháp hành cũng như pháp học á, mà thuộc về kinh Tạng, thì chúng ta thường được nghe tâm quẩn được đề cập tương đối là riêng biệt, thậm chí quán chiếu cũng cách riêng biệt, như trong bài kinh Vô Ngã Tướng và ở trong kinh Niệm Xứ, quán chiếu sắc riêng, thọ riêng, tưởng riêng, thức riêng. Nhưng mà khi mà đề cập đến trong thắng pháp cho quý vị, thì cũng có nói đến quẩn, nhưng mà đặc biệt là nói đến tâm và các thuộc tánh. Thì tâm được xem là thức quẩn, và có các thuộc tánh, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Và khi mà nói đến một cái tâm, một sát na tâm, như là tâm tâm thiện, tâm bất thiện, tâm ứng cúng vi tiếu, hay là tâm sơ đạo, hay tâm thiền không vô biên, thức vô biên, v.v. Thì chúng ta nên hiểu rằng không nói đơn thuần là về cái biết cảnh hay là thức quẩn. Cái tâm đó phải được hiểu rằng là một sự hỗn hợp của tâm và các thuộc tánh.
Và rồi trong ý niệm thứ hai, và đôi khi ở trong kinh tạng đó, chúng ta nói về thọ tưởng hành thức thì chúng ta thấy rằng rất là riêng biệt. Thí dụ như mình nói về thọ, tức là những cảm thọ ở trong thọ quán niệm xứ, hay là cảm thọ cố lạc yêu hủy xả trong cách chúng ta nói. Nhưng mà ở trong thắng pháp thì thọ tưởng hành thức nó không có tách biệt với nhau mà nó vận hành chung. Đó là sự vận hành có tính cách là hỗn hợp, đồng bộ và bất khả ly. Điều này giống như là khi mà chúng ta ở trong bài học chúng tôi viết là một thí dụ về máy bay. Khi nói đến máy bay thì chúng ta nói đến động khí học. Nói đến động khí học là khi mà chúng ta nói rằng một cái vật thể có trọng lượng nặng mà có thể bay ở trong không khí, thì quý vị động khí học cho chúng ta biết rằng nó phải có cái khả năng đẩy tới, khả năng cất cánh, khả năng bay theo một cái hướng mà chúng ta muốn, tức là cái phần đuôi của điều khiển. Nếu chỉ có cái lực đẩy đi tới mà không có cái cánh để điều khiển, là đất cánh hay hạ cánh, lên hay xuống, cao hay thấp, mà không có đuôi điều khiển phải trái đó, thì cái lực đẩy tới của trong chống, cái lực đẩy tới của phản lực, nó sẽ không đưa cái bay đi về đâu hết, và thậm chí thì lật nhau chiếc bay. Chúng thấy một chiếc bay nó bay, nó ở trên phi đạo, cái lực đẩy nó đi tới, và do cái cánh nó chưa kết hợp để khiến cho toàn thân máy bay được nhấc bổng lên trong không khí, thì chiếc bay vẫn bay trong phi đạo như thường. Như vậy cái gọi là một chiếc máy bay theo động khí học đó, nó là một sự hoạt động cùng lúc đồng bộ của phản lực, của lực đẩy của trong chống hay của máy, của turbin và của cánh, của đuôi và của những bộ phận ở trong thân. Chứ không thể nào mà mình nói rằng chiếc máy bay cất cánh đó là do cái máy phản lực hay do trong chống, không được. Trong chống và máy phản lực nó không thể cất cánh. Thì cái hiểu mà một cách toàn diện, một cái hiểu là một sự kết hợp dung nhuyễn như vậy đó, nó phải được người học luôn luôn nhắc khi mà chúng ta đề cập đến tâm và các thuộc tính. Cái này rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Như bây giờ, từ cái chung nói đến cái riêng, cũng như hồi nãy từ cái riêng chúng ta đến cái chung, nãy giờ chúng tôi vừa đề cập đến cái riêng đối với cái chung đó, đó là chúng ta nói về sự hỗn hợp, chúng ta nói về cái sự hoạt động đồng bộ của tâm và các tuệ tánh. Bây giờ chúng ta nói đến cái riêng, bởi vì có cái riêng này, do vậy các cái thuộc tánh nó phải được phân biệt rõ. Có vài lần chúng tôi nói chuyện với sư Tuệ Khanh, thượng sư Giác Nguyên về một cái điều rất là kỳ lạ, là khi Phật pháp được truyền bá sang Trung Hoa đó, thì trước đó không lâu đã có một số cái khái niệm
rất là trừu tượng, rất là xa lạ với nền văn hóa Trung Hoa, được giới thiệu vào nền văn hóa Trung Hoa. Và ở trong đó chúng tôi tin rằng có hai điểm rất, có hai cái khái niệm rất là quan trọng. Và chính hai cái khái niệm này đã khiến cho những tư tưởng của Phật học nó dễ dàng hơn để giới thiệu vào cái tâm thức của người Trung Hoa. Điều đầu tiên, chúng tôi phải nói rằng đó là cái khái niệm về vô vi của Lão Trang. Ví dụ như câu nói chúng ta nói đạo khả đạo phi thường đạo, cái khái niệm về đạo ở trong Lão Tử Đạo Đức Kinh, hay là kể cả Hoa Kinh của Trang Tử cũng vậy. Khái niệm vượt ngoài ngôn ngữ, đạo khả đạo phi thường đạo. Và cái nhận thức về đạo đó của Lão Tử Đạo Đức Kinh và về Bồ Tư Vi Yên Tĩnh, kể cả trong Đa Hoa Kinh đó, nó không có giống cái gì ở trong cái nhìn của quan niệm về Khổng Mạnh hết. À, quan niệm Khổng Mạnh là quan niệm liên quan đến xã hội, với quân sư phụ, quan niệm về những cái nếp sống, những cái nếp rất là cố định, cứng nhắc của xã hội. Trong khi đó đề cập đến cái quan niệm mà về đạo á, nó là cái gì bàn bạc, mênh mang, có thể nói rằng nó một phần nào đó nó nói được cái tính của tánh không, nói được tính của niết bàn, và nói được cái gì đó mà vượt ngoài cái ngôn ngữ bình thường, thì chúng tôi nghĩ rằng Lão Tử Đạo Đức Kinh, cái tư tưởng của Lão Trang đó, nó có nhiều cái khác biệt đối với, đối lập với Khổng Mạnh. Và nhờ đó đó, khi đọc Phật giới thiệu vào Trung Quốc, người Trung Quốc họ đón nhận được. Bây giờ chúng tôi nói đến một điểm khác mà nó cũng là một điểm rất là thú vị về mặt tư tưởng, đó là cái dịch. Như chúng ta biết, dịch là sự biến hóa. Đưởng nghi sanh ra tứ tượng, tứ tượng sanh bát quái. Chúng ta có 64 quẻ chẳng hạn. Thì cái này nó kết hợp với cái kia, nó thành ra cái nọ. Cái sự kết hợp đó, đó nó giống như ở trong hội họa mình, chúng ta pha màu. Từ những màu căn bản xanh đỏ vàng trắng, rồi chúng ta pha ra có thể là cả 64 thứ màu, rồi có 16 triệu màu, chắc có rất nhiều thứ màu. Thì cái sự biến thể đó, nó vô cùng vô tận. Yeah. Sự biến thể nó vô cùng vô tận. Và cái sự biến thể này đó, nó có thể được một phần nào đó, đó là một cái khái niệm mà nó khiến cho người ta xóa bỏ đi cái cứng nhắc ở trong cái nhìn cục bộ, đóng khung. À, cái này nó mãi mãi là như vậy, nó luôn luôn là như vậy. Yeah. Ví dụ như trước đây chúng tôi có nói rằng, người ta nói rằng bạn không bao giờ kết hôn với một người và bạn kết hôn với cả ba người. Một người là con người thật của người đó, một người đó là người ở trong cái tưởng tượng khi bạn yêu người đó, và một người là cái kết quả do cuộc hôn nhân tạo nên. Thì không phải là kết hôn với một người mà kết hôn với cả ba người. Thì ở trong dịch học cũng vậy. Khi mà càng nó đi với quả ly, nó đi quả tốn thì vân vân, thì nó lại biến quá vô cùng. Nó dịch kiến là biến. Thì tâm á, ở trên nguyên tắc chỉ có một thôi, là sự biến cảnh.
và tất tâm đều có bảy thuộc tính tự tha biến hành, nó là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý. Nhưng mà bên cạnh đó đó thì những cái thuộc tính thiện và bất thiện nó lại tạo nên rất là nhiều tâm khác nhau. Chúng ta lấy một thứ tâm, lấy một thứ tâm như là tâm đại thiền dục giới, thì chúng ta lấy tâm không vô biên, tâm thức vô biên vân vân, thì nói cho cùng đó, ngoài cái khái niệm mà chúng ta nghe tâm thức thì cái kết cấu căn bản đó là cái sự phối hợp, cái sự phối ngẫu đối với các thuộc tánh, và nó tạo ra cái tánh riêng của tâm. Đây là một điểm mà người học cần thấy rõ như vậy. Thì cái sự biến thể này nó ở đây nó có hai quan điểm. Một đó là sự biến thể liên quan đến tâm hay là tâm vương. Hai là nói về thuộc tính hay là tâm ứng. Thì tâm vương và tâm sở nó có hai cách ảnh hưởng khác nhau. Tâm và các thuộc tánh nó có hai cách ảnh hưởng khác nhau. Chúng tôi lấy ví dụ như là năm nay là một năm thất mùa, thì kinh tế suy thoái đó, cái ảnh hưởng kinh tế suy thoái đối với các vị vua nó là khác, và đối với các quần thần là khác. Dĩ nhiên là mình nói là kinh tế đã ảnh hưởng đến triều đình, nhưng mà không phải là khi ảnh hưởng triều đình nghĩa là ảnh hưởng vua và các vị quan đều giống nhau hết. Và cũng thời sự việc đã xảy ra, nhưng mà ảnh hưởng vị vua là khác, ảnh hưởng các vị quan là khác. Ở đây là một điểm rất là thú vị. Thí dụ như trong thuộc tánh bất thiện thì chúng ta có hôn trầm và thủy miên. Thì khi mình học ở trong kinh tạng đó thì thông thường được đề cập chung, và các vị giảng sư giảng thì cố gắng giảng cho qua thôi, rất là khó để có thể phân biệt là hôn trầm và thủy miên khác thế nào. Nhưng mà trong thống pháp tạng thì ghi rõ là hôn trầm là sự giả dự trì trệ đối với thức quẩn, và thủy miên là sự hôn trầm giả dự thủy miên đối với thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn. Tức là một bên là ảnh hưởng tâm, và một bên ảnh hưởng các thuộc tính khác. Đó là trường hợp của hôn trầm và thủy miên trong cái nhóm thuộc tính bất thiện. Bài học mà chúng ta sắp học về sáu cặp này, tỉnh thân, tỉnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần tâm, thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Thì thưa quý vị, cái gọi là thân và tâm đó, thì cái thân đó chỉ cho các thuộc tánh, và cái tâm đó chỉ cho thức quẩn hay là tâm. Thì như vậy, mặc dù chúng ta nói thọ tưởng hành thức là bốn pháp đồng sanh bất khả ly, đồng đương một căn, đồng biết một cảnh, đồng sanh đồng diệt, nhưng mà không có nghĩa là cái ảnh hưởng đối với cả bốn đều giống nhau. Cũng như hồi nãy chúng tôi nói rằng một khi mà lạm phát hay là kinh tế nó ảnh hưởng đến một triều đại đó, thì sự ảnh hưởng chung thì có thể nói như vậy, nhưng mà quả thật là cái ảnh hưởng đối với vị vua khác mà đối với các quần thần là khác. Hay hoặc giả là bây giờ đại dịch đang xảy ra, thì thứ vì cái ảnh hưởng của kinh tế đó nó ảnh hưởng toàn bộ kinh tế, đó là chúng ta nói chung. Nhưng mà ảnh hưởng đối với những công ty hay là những người chủ nó khác, mà ảnh hưởng đến người làm, những nhân viên là khác. Như trong Anh ngữ hồi chữ employer và employee, một cái người chủ tiệm nail thì cũng bị ảnh hưởng về đại dịch, nhưng mà ảnh hưởng theo kiểu khác. Mà cái người, những người làm cho người chủ, những người thợ làm nail hay những người làm cho người chủ đã ảnh hưởng cả. Và vì vậy
khi mà nói về những cái ảnh hưởng đối với danh pháp thì thắng pháp nêu rõ là có những sự ảnh hưởng đối với tâm và có những sự ảnh hưởng đối với các thủ tánh, mặc dù tâm và thủ tánh luôn luôn đi chung với nhau. Đây là điều thú vị mà chúng ta không tìm thấy trong kinh tạng về cái ảnh hưởng này, nhưng mà ảnh hưởng này đặc biệt là được nêu rõ, được nhấn mạnh ở trong thắng pháp. Chúng tôi cũng muốn nói tới chuyện này nữa, là đó là vấn đề từ ngữ làm cho chúng ta rối trí. Ở trong một cái ngành nào thứ gì thì đều có những thuật ngữ, thậm chí trong có cái dụng ngữ riêng. Có đôi khi chúng anh gọi là jargon, jargon là một cái technical term, một cái thuật ngữ riêng của cái chữ đó khi xài ở ngoài hiểu khác, ở trong hiểu khác. Ví dụ như là ngày trước chúng ta học về computer là một cái lĩnh vực mà nó có nhiều cái mới, người ta chế ra những chữ như là nhiên liệu hay cương liệu, software, hardware, hay thậm chí lúc mà chúng tôi mới xài computer thì lúc mà người ta còn xài một cái gọi là floppy disk, thì ban đầu nó floppy thiệt. Nhưng mà sau đó nó không còn floppy nữa, làm gì nhỏ hơn, nhưng mà nó cũng kêu floppy disk. Mà những cái chữ trong computer đó đôi khi nghe rất là kỳ, nhưng mà rồi ta xài rất cũng quen. Thì chúng tôi phải nói một điều rằng ngay cho đến ngày hôm nay khi mà chúng tôi đang nói chuyện với quý vị, hơn 2.500 năm sau khi Đức Phật viên tịch, mà có những cái khái niệm trừu tượng về Phật học đó, ở trong Phật học đó, nó vẫn là mới, vẫn là xa lạ, vẫn là rất là chuyên này. Và do vậy nói thế nào, có đôi khi học mình phải chế ra. Ở trong chữ Phạn cũng vậy, mà ở trong chữ Hán cũng vậy, Hán Việt cũng vậy, mà ở trong ngay cả ngôn ngữ tiếng Việt cũng vậy. Nếu mà không có chịu chế ra đó để mà xài đó, thì thật ra rất là khó. Và đôi khi phải dùng cái chữ cũ để giải thích theo cái mới. Ví dụ như khi Đức Phật ngài ra đời thì những vị Bà La Môn giáo họ dùng chữ tapa. Tapa hiểu là sự thiêu đốt và chỉ cho khổ hạnh. Một khó khổ hạnh là ngồi ngoài trời giữa trưa nắng để mà chịu cái nóng bức thiêu đốt là khổ hạnh, tapa. Nhưng mà Đức Phật ngài cũng dùng chữ tapa đó, nhưng mà ngài chỉ cho cái sự thiêu đốt phiền não, đồng nghĩa với cha ná là thiền định. Ví dụ như là mình dùng tầm tứ hỷ lạc định để thiêu đốt tham độc, tham dục, sân độc, hung thủy, trạo hối, hoài nghi phóng vẹt, vân vân. Thì dù cũng dùng cái chữ tắp á, thay vì là thiêu đốt theo trong ý nghĩa khổ hạnh, thì Đức Phật dùng chữ tắp á là thiêu đốt phiền não. Dạ, chúng ta thấy Đức Phật ngài cũng phải chế ra, chứ đâu phải là khi mà Đức Phật ngài nói một ý niệm gì đó rồi cái chữ đã có sẵn, đã được hiểu nghĩa như vậy. Bởi vì lâu lâu thì Đức Phật ngài cũng phải nói thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là hạng người làm khổ mình hay khổ người, thế nào là trạch pháp giác chi, thế nào là diệt đế, ngài hỏi thế nào là ngài định nghĩa. Đức Phật ngài giảng pháp phải định nghĩa thôi, phải cái chữ đó phải định nghĩa theo cách nói của ngài, chứ không có thì hiểu lầm. Ở trong thắng pháp cũng vậy, thắng pháp có nhiều chữ mà phải chế ra mà xài. Thành ra khi mà mình học vào thắng pháp đó thì không nên quá trông cậy vào cái khả năng ngôn ngữ, mà phải được học. Bởi vì đặc biệt là nhiều vị mà tự học đó,
có nhiều vị tự học á thì chỉ tìm cách giải theo ngôn ngữ nguy hiểm lắm. Vị nào đã học thắng pháp rồi thì phải hiểu lý do là tại sao mà mình phải được nghe một vị đã từng học, từng thọ trì thắng pháp giảng lại. Chứ nếu mà mình học thắng pháp mà mình chỉ dùng cái khả năng về sinh ngữ mình phân tích, dù mình nói tiếng chữ Hán giỏi như vậy, Phạn giỏi như vậy mà hiểu thắng pháp là chết. Thì trong trường hợp này, chữ ca giác và ca giá dịch là thân, và chữ chích tá là tông. Nhưng mà ca giá và chích tá ở đây không có nghĩa là thân tông là danh sắc, không phải vậy. Ca giá ở đây chỉ cho các thuộc tánh. Một trường hợp rất là thú vị, thì quý vị chờ chúng tôi. Các thuộc tánh này chỉ cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Và chích tá ở đây chỉ cho thức quẩn. Thì như vậy chúng ta phải bước vào cái ý niệm mới là trong lúc bốn danh quẩn thọ tưởng hành thức ở trong kinh tạng đôi khi được nói một cách riêng biệt như là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, vân vân. Nhưng mà trong thắng pháp thì bốn danh quẩn này được nói thường có, quý vị nhớ thắng pháp có đề cập đến năm quẩn nhé, nhiều lắm nói năm quẩn. Nhưng mà năm quẩn này thực đề cập đến trong cái ý niệm là danh và sắc. Và sắc đó thuộc về sắc quẩn, danh thuộc về gồm cả bốn là thọ tưởng hành thức. Và trong thọ tưởng hành thức thì thức thuộc về về tâm, và thọ tưởng hành thuộc về thuộc tánh. Mà chúng tôi nói rằng ngày xưa người ta hay dùng chữ tâm vương và tâm sở. Và do vậy chữ ca giá ở đây là nói đến thọ tưởng hành, và chích tá ở đây nói về thức quẩn, về tâm. Chúng tôi phải nhắc lại một lần nữa là trong cái văn hóa Trung Hoa đó, đặc biệt là trong tứ thương của cái Trung Hoa đó, chúng ta thường nghe đến cái khái niệm chính nhân. Chính nhân ở đây tức là cũng chữ đó mà mình nói đó, thì mình phải có định nghĩa lại. Thì ví dụ chữ Bồ Tát, nó Bồ Tát, đừng cãi với nhau. Hỏi Bồ Tát hiểu theo kiểu Nam truyền hay là Bắc truyền. Mình lấy Bồ Tát thì hướng Nam truyền mà áp dụng Bắc truyền thì sai. Và Bồ Tát hiểu Bắc truyền mà áp dụng Nam truyền cũng là sai. Tại vì cũng chữ đó mà mỗi một tông phái xài khác nhau. Chúng ta thường nghe như vậy, nghe tranh cãi với nhau, tại vì chúng ta không chịu hiểu là người ta có xài chữ đó. Trong Bắc truyền thì Bồ Tát là một quả chứng, ví dụ như Phật rồi Bồ Tát rồi Tứ Duyên Giác sinh văn. Ở Phật giáo Nam truyền Bồ Tát là những vị hướng cầu giác ngộ. Thì chúng ta khoan chống đối phủ nhận nhau mà mình đã chấp nhận rằng cái chữ đó bên đó xài như vậy, chữ đó bên kia xài như vậy. Cứ chúng ta chịu chấp nhận như vậy trước. Thì do cái chính danh như vậy đó thì chúng ta không có bị lẫn lộn. Thì chúng tôi nói như vậy là khi mà học thắng pháp tạng đó thì chúng ta cũng phải dùng cái khái niệm về chính danh. Nghĩa là mình nói chữ đó định nghĩa như vậy phải xài ở chỗ nào. Chứ không thể nào chúng ta chúng lấy một chữ mà xài tất cả mọi chữ. Chúng tôi lấy ví dụ như là ngay cả như trong tiếng Phật, danh từ Phật học tiếng Việt, chúng ta có chữ thân hành, khẩu hành, ý hành. Thân hành có ý hành đôi khi là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nhưng mà thân hành và khẩu hành, ý hành, chữ hành nó có khi dịch chữ charita, mà chữ hành có khi dịch sankhara. Mà thân hành, khẩu hành mà chữ sankhara đó thì nghĩa khác. Ví dụ như chúng ta nói rằng hơi thở là thân hành, rồi chúng ta tầm tứ là khẩu hành, thọ tưởng là ý hành. Thì cái thân hành, khẩu hành và ý hành đó phải hiểu khác đối với thân nghiệp là khẩu nghiệp và ý nghiệp. Có đôi khi thân hành, khẩu hành, ý hành nghĩa là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Vì vậy trong Phật học và đặc biệt trong thắng pháp đó,
là cái nơi chính danh là nó rất là quan trọng. Vì vậy khi mà tuần tới trở đi chúng ta học về tỉnh thân, tỉnh tâm, nhu thân, nhu tâm, khinh thân, khinh tâm, v.v. thì chỉ thân tâm nó phải được hiểu hoàn toàn khác với cái thân tâm mà chúng ta thường được nói. Vì vậy trong bài học ngày hôm nay, quý vị đừng ngạc nhiên rằng tại sao chúng ta đang đi học vào cái thuộc tính tỉnh thảo biến hành có 19, và chúng ta đã đi qua 7 tỉnh thảo biến hành rồi. Bây giờ còn 12 cái còn lại, tại sao lại có thêm một bài dẫn nhập trong đây? Bởi vì nếu không dẫn nhập á, thì 6 cái cặp này nó dễ làm chúng ta lộn xộn lắm. 6 cặp sẽ rất là lộn xộn. Và chúng tôi, quý vị thấy sự tội tuyệt siêu, mà chúng tôi đôi khi cứ phải nói đi nói lại hoài. Và cái chuyện cách hiểu vĩ mô và cái cách hiểu đại loại, tại vì hai cách hiểu nó hoàn toàn khác nhau. Ở trong cách hiểu đại loại đó thì tỉnh riêng, khinh riêng, nhu riêng, thích riêng, thuần riêng, chánh riêng. Nhưng mà trong cách nói vĩ mô á, thì sáu cái này đó nó phải được nói chung ở trong tỉnh tâm tỉnh thảo. Bởi vì ở đây nó là thuộc tính là attributes, hay thuộc tính là factors. Factor và attributes nó không phải là một đơn vị, không phải là một unit. Chúng ta không thể nói một cách riêng lẻ được, mà nó phải là một yếu tố, một thành tố, một cái thuộc tính của một cái đại thể, một cái chung. Và hiểu như vậy thì chúng ta mới, tại sao mà chúng ta phải phân biệt ra. Chúng ta không thể nào nói nói trộn lẫn với nhau, nói một cách như bình thường chúng ta nó lẫn lộn được. Bởi vì trong thắng pháp đòi hỏi sự chính xác như vậy, nên rất là cẩn thận trong từ ngữ và từ ngữ thắng pháp. Quý vị thấy tại sao mà những bài học này chúng ta phải học rất là chậm? Tại vì nếu chúng ta không học chậm đó, mà chúng ta lẫn lộn đó, những bài sau chúng ta mất đi căn bản, và đi càng xa đó chúng ta hiểu lẫn lộn. Chúng tôi biết rằng có những vị mà học 2-3 khóa rồi thắng pháp rồi mà quay trở lại vẫn có những cái sai về trong cái cách dùng từ. Hồi chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, thời gian chúng tôi học Phật hạnh có mấy năm chúng tôi ở với Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Và chúng tôi thú thật với quý vị là nói Ngài Tịnh Sự, Ngài dạy thì ít mà Ngài la thì nhiều. Tại vì khi ở gần Ngài đó, Ngài mình đặt câu hỏi, mà đặt câu hỏi không đúng với Ngài đây. Giờ đầu tiên Ngài đây, nhưng mà Ngài đây rất là chúng tôi cũng quen đi. Nhưng mà phải nói rằng sau này chúng tôi hiểu rằng, tại vì ví dụ mình đặt cái câu hỏi đó, mà mình phải hỏi là ở trong trường hợp đó, ở trong cái ngữ cảnh đó, hay là trong đó, thì nó nên được hiểu thế nào. Chứ mình không thể nói cái đơn thuần là đưa ra câu hỏi như vậy là xong. Và cái đó lâu ngày thì nó cũng tập cho chúng một cái thái độ là câu hỏi nó càng được đơn cử một cách chính xác đó, một cách tinh xác đó, thì cái câu trả lời nó càng chính xác. Một câu hỏi mông lung đó, thì nó vừa mất thì giờ mà đôi khi nó không chính xác. Thì ở đây đó, phải nói rằng trong thắng pháp trên phương diện ngôn ngữ nó rất là dễ lẫn lộn, và chúng tôi cứ phải nhắc đi nhắc là đừng dùng cái khái niệm của đại loại để mà hiểu vĩ mô, đừng luôn luôn áp dụng cái ngôn ngữ của kinh tạng mà giải thích thắng pháp tạng, và đừng bao giờ sử dụng cái khả năng ngôn ngữ thường thức ở bên ngoài để giải thích kinh điển. Có nhiều vị mà giáo sư học giả gì chúng tôi không biết, mà các vị định nghĩa cái gì đó lấy từ điển Đông, từ điển Tây định nghĩa không, cái đó đôi khi nó mà ăn thua trong Phật học, nó không giống như trong Phật học hết. Phật học đó chuyện nói chuyện khác, mà trong Phật học mà thắng pháp nói chuyện khác, kinh tạng nói chuyện khác. Chúng ta không thể kỳ vọng, không thể đặt lấy cái kiến thức và ngôn ngữ ngoài định nghĩa tại đây. Do đó chúng ta phải chịu làm theo. Bởi vì quý biết là nhiều lúc có những vấn đề mà thực tập từ siêu khi giảng được khi phải đem chú giải ra, cái đoạn đó cái chữ đó phải định nghĩa như vậy, chứ không có thể nào mà mình dùng cái chữ đó mình nói theo ý của mình được. Bao nhiêu cái chữ nó rõ ràng như chữ ca giá là thân,
Nhưng mà chữ ca giá ở đây không thể hiểu là thân, là đầu mình tay chân, đại khái là như vậy. Nên bắt đầu vào ngày thứ năm này, chúng ta sẽ đi vào cặp đầu tiên. Ở đây chúng ta phải học từng cặp thứ vị, như là tỉnh tỉnh tánh, tỉnh tâm, rồi kinh tánh, kinh tâm, nhu tánh, nhu tâm, vân vân. Cái đó chúng ta phải học từng cặp. Mặc dù học từng cặp nhưng mà hôm nay chúng ta chưa bắt đầu, và chúng ta sẽ bắt đầu vào thứ năm này. Thì đó là vài điều mà chúng tôi muốn đề cập trong bài học ngày hôm nay. Thật ra nó chỉ là cái vấn nhập thôi, điển nhập thôi. Bây giờ thì để kính cung thỉnh Thượng Tọa Đời Siêu. Không biết Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được, kính thỉnh Thượng Tọa giảng cho phần tiếp theo. Và nếu sau bài giảng của Thượng Tọa mà có thì giờ thì chúng ta sẽ có phần thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy không? Dường như Thượng Tọa Tuệ Siêu không có trước máy. Ồ dạ, giờ thấy rồi. Kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch trên tôn đức, kính thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Giác Đẳng soạn các câu thảo luận, để chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị một vài điểm khi nãy chúng ta vừa nghe Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày nói về ý nghĩa thực tính của sáu cái tập tâm sở này. Cái cảnh thực tính của pháp khi mà nó đồng sanh với tâm, nó có ý nghĩa như thế nào, nó giữ cái vai trò gì. Bây giờ trong cái giờ buổi nói thêm thì chúng tôi cũng xin trình bày một ít ý nghĩa để quý vị học viên chúng ta nắm được, nó liên quan đến chúng ta nói theo khía cạnh đại loại đi. Ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng chính vì những cái tâm tịnh hảo, trong đó có cái tâm thiện, nó có được những cái thuộc tính tịnh hảo biến hành như vậy, cho nên từ ở cái các cái thuộc tánh này, chúng ta gọi nôm na là chúng ta chiết xuất. Thí dụ như ở trong một trái cây hay là một cái loại thảo dược nào đó, thì người ta chiết xuất cái tinh chất của thảo dược đó để người ta làm ra một cái viên thuốc bổ cho nè, thì chúng ta gọi là chiết xuất tinh chất. Cũng như vậy, ở trong một cái sắc na tâm thiện
chúng ta đừng gửi là sát na tâm thiện đi, chứ tâm tịnh hảo thì nó gồm có thiện quả và tốt. Dường vì đơn cử sát na tâm thiện, từ cái sát na tâm thiện đó nó có những thuộc tánh chẳng hạn như là tịnh thân, tịnh tâm. Cái thuộc tánh an tịnh đó, pasati đó, thì chiết xuất nó ra cái thuộc tánh này để tu tập thành cái pháp gọi là tỉnh giác chi, bát sát thí sâm bích chẳng gác, để tu tập về tỉnh giác chi. Hay nói thôi, nhờ học A Tỳ Đàm mới chúng ta mới biết là bây giờ muốn tu tập cái pháp đó mình phải chiết xuất từ ở trong cái trạng thái tâm thiện nó có những cái thành tố nào, rồi chiết xuất nó ra để mình tu tập, mình phát huy cái đó thì nó trở thành một cái pháp môn. Rồi bây giờ thứ hai nhé, khinh thân tâm. Thì cái thuộc tánh khinh thân khinh tâm, khinh là nhẹ nhàng, buduta đó, thì chúng ta chiết xuất cái tinh chất này, cái thuộc tánh này chiết xuất ra để mà chúng ta tu tập cái gọi là cái tâm dễ dãi với người khác. Thí dụ như ngày xưa sư trưởng thường nói một cái vị trong cái đời sống mình đó, nhất là đối với cái vị mà có cái vai trò hội chúng, cai quản của hội chúng, thì nên có ba cái thứ dễ. Đối với người trên thì mình dễ dạy, nhưng mà đối với người ngang, đối với người dưới, người thấp hơn mình thì mình dễ dạy. Và trong cuộc sống hàng ngày mình dễ nuôi, thì như vậy là sống ở đâu cũng được hết, sống ở đâu cũng người ta cũng thích, người ta cũng thương. Thì cái sự dễ dãi đó, chúng ta chiết xuất từ cái thuộc tánh gọi là buddhita, tức là nhu thân nhu tâm. Nó không có cứng đầu, không khó dạy. Chúng ta lấy đó để chúng ta làm thuộc tánh tu tập. Còn cái trạng thái, còn cái pháp là dễ giải, thì chúng ta chiết xuất từ cái thuộc tánh gọi là khinh thân khinh tâm. Cái này cũng hay lắm thưa quý vị. Rồi tiếp đến là thích thân thích tâm. Gọi là kamayata, kamayata. Tức là có cái thuộc tính này, nó làm cho nếu mà chúng ta khéo phát triển thì cái thuộc tánh này nó làm cho mình là người sống thích nghi với mọi tình
thú mọi hoàn cảnh, sao cũng được, ăn sao cũng được, mặc sao cũng được. Thì như vậy cái tánh đó gọi tánh dễ nuôi. Có những người đó thì họ không có phát huy được cái thuộc tánh này, do đó đời sống của họ rất là khó nuôi. Người khác mà muốn cấp dưỡng cho họ thì cũng khó khăn, bởi vì có thứ họ ăn được, có thứ họ ăn không được, rồi họ phải nằm cái giường như thế này họ mới ngủ được, hoặc là cái phòng nó phải rộng rãi như thế này mới ngủ được, còn hẹp hơn chút thì họ cảm thấy tù túng vân vân. Cho nên khi người đó sống ở đâu đó, thì nó rơi vào tình trạng gọi là khó nuôi. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải phát huy cái vai trò của thích thân thích tâm để chúng ta làm thành một cái pháp gọi cái đức tánh gọi là dễ nuôi. Rồi tiếp đến gọi là thuần, thuần thân thuần tâm. Cái gọi là thuần đó, Paguñata, có nghĩa là cái thuộc tánh này nó làm cho các cái tâm tịnh hảo, nó điêu luyện trong cái việc biết cảnh, không có trở ngại gì hết. Thì như vậy ở trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta tu tập làm sao chúng ta phải có cái sự khéo léo. Khi mà chúng ta có được, chúng ta có được cái thuộc tánh gọi là thuần thân thuộc tâm, chúng ta phát huy cái thuộc tánh này, chiết xuất cái tính chất này ra để chúng ta làm cho mình được khéo, được khéo léo trong cái việc cư xử gọi là chắc cá, khéo léo trong cái việc cư xử hay là cái việc mà chúng ta làm cái thứ này hay thứ khác, thì đó gọi là thuần thuần thông quá. Chúng ta phải phát huy như vậy. Và cái thuộc tính của cặp thứ sáu được gọi là Uchukata, Kayuchukata hay Chittuchukata, tức là chánh thân chánh tâm, cái phần chánh ở chánh trực. Chúng ta chiết xuất cái thuộc tánh này, cái tính chất này ra để chúng ta phát huy, chúng ta tu tập trở thành cái người có cái tâm chánh trực, ngay thẳng, nghĩa là làm việc gì nó chỉ biết đúng với đường tâm thôi, chứ không có thích công queo làm trái ngược với lương tâm, hay là cư xử không có vì thương, vì ghét, vì si mê hay vì sợ hãi, luôn luôn cái gì đúng thì thôi. Thì cái tánh cư trực đó, cái tánh này cũng hay lắm thưa quý vị. Chúng ta đọc ở trong bài kinh Karani, bài kinh Nitta Sutta, thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật là dạy những cái pháp đầu tiên để một người tu tập tâm từ. Karani yamatha kosale na yan tang san tang badang avisamit te sakko u chu te su u chu te su u chu te su u chu su u chu, tức là dễ dạy đó chứ quý vị. Te su u chu chế số phật đồ u chú chế số chùa chế số bồ chùa chát số mũ đú và nát tim ba đi, tức là không ngã mạn thái quá. Chế số bồ chùa là cái sự dễ nuôi,
vân vân. Thì như vậy những cái thuộc tánh này, trong sáu cái thuộc tánh này, sáu thuộc tánh của, trong sáu cái đặc tính của sáu cặp thuộc tính này, thì như là tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm, và chúng ta khéo tu tập, khéo phát triển thì nó sẽ trở thành những cái thiện pháp tốt, và sẽ đưa đến cho chúng ta những cái pháp gọi là phẩm trú chẳng hạn, nhất là cái tâm từ metta. Người mà tu tập tâm từ mà không có những cái đức tính này, như là cái sự dễ dạy, dễ nuôi, hay là trung trực, hay là không có ngã mạn, vân vân, cái trạng thái khiêm tốn đó cũng là thuộc muốn của ta. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta hiểu được thắng pháp rồi, thì từ cái chỗ cái thuộc tánh là đặc tánh đó, chúng ta có thể phát huy làm những cái thiện pháp lớn lao để mà mình tu tập cho được thành tựu tốt đẹp. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Và bây giờ thì không biết là chắc có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng có câu thảo luận rồi. Xin thỉnh Thượng Tọa, thỉnh thỉnh Thượng Tọa trở lại điều học. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thủy Sư. Mà Thượng Tọa Thủy Sư, nhân Thượng Tọa đang khỏe và đường nét đang tốt, Thượng Tọa nghĩ giải thích cho quý Phật tử là chúng ta biết rằng những cái chi pháp và những cái đề pháp mà trong cách nói đại loại đó, thì nó có liên hệ mật thiết đến những cái thực, tức là đặc biệt là những cái thuộc tánh của tâm. Thí dụ hồi nãy Thượng Tọa nói đến tịnh thân tịnh tâm thì nó liên quan đến tịnh giác chi chẳng hạn, hay là chúng ta nói đến năm truyền cái, hay là năm chi thiền, chúng ta nói đến bát chánh đạo vân vân. Thì mới nghe thì mình dường như là có một cách nói sâu kín và một cách thể hiện ở bên ngoài, bên ngoài sâu kín bên trong. Nhưng mà Thượng Tọa từ siêu bây giờ có nhiều khi mình nghĩ rằng trong một khảy móng tay tâm sinh diệt triệu triệu sát na, và trong một sát na đó thì nó có nhiều, nó ngoài cái tâm nó có nhiều thuộc tính, và dường như nó sanh diệt quá nhanh như vậy đó, thì cái khả năng mà chúng ta can thiệp vào trong từng sát na đó nó dường như nó không có, nó rất ít. Nhưng mà đặc biệt là ở trong thống pháp tạng mà kinh đạn được đề cập đến rằng chúng ta có thể tu tập thất giác chi hay tu tập bốn thiền vân vân, thì khi mà chúng ta đến tu tập những cái thuộc, những cái pháp như là tịnh giác chi hay là niệm giác chi vân vân, thì nó lại có cái chi pháp thuộc tánh. Thì một bên á nghe như là bất khả thi, một bên á lại có vẻ là như khuyến khích cái sự tu tập. Thì chúng ta giải thích sao về điểm này? Kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ giải rõ cho quý Phật tử ở đây. Kính bạch Thích Tăng, kính thưa quý vị. Chúng ta cử một thí dụ. Thí dụ như người ta muốn làm trà gừng, và tan, hoặc là cà phê hòa tan, người ta chiết xuất cái tinh chất. Chúng tôi có quen với một cái công ty sản xuất trà gừng, họ thỉnh đi đến để thuyết pháp ở tại cái công ty đó nhiều lần.
thì họ nói rằng là trong 100 ký gừng họ chiết xuất ra thành cái tinh chất chỉ được có 1 ký bột bột gừng để họ làm cái trà gừng nữa. Bởi vì mỗi một củ như vậy đó thì chiết xuất ra cái tinh chất thì nó không có bao nhiêu, cho nên phải lấy cái su nhiều để mới làm được cái túi trà. Mình xé cái túi đó bỏ vào lu ly, đổ nước khuấy tan rồi mình uống, nó có cái vị thơm ngon của gừng vân vân, thì người ta chiết xuất cách đó. Ví dụ như thế nào thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta nói đến cái thiện pháp này, cái thiện pháp đó hỏi vậy cái chi pháp đó nằm ở đâu, ở trong trong 80 pháp thực tính, thì chúng ta chỉ ngay như là tịnh giác chi, tức là tịnh thân tịnh tâm, cái thuộc tánh tịnh thân tịnh tâm. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng là lấy cái thuộc tánh, hai cái thuộc tánh tịnh thân tịnh tâm đó ra để mà xài không, không được đâu thú vị. Để xuất phát từ đó lấy cái tính chất thôi, lấy cái đặc tính của cái tịnh thân tịnh tâm, mà không phải ở một sát na tâm, tâm sanh diệt triệu triệu sát ra trong một cái ngón tay. Như vậy làm sao mà chúng ta được nhưng mà từ sáng cho đến chiều, từ ngày này qua ngày nọ, bình thường cái tính chất đó, tính đó, thì như vậy bắt đầu quen dần và nó trở thành một cái thiện pháp gọi là tịnh giác chi, vân vân. Thì trong trường hợp này đó là chúng ta phải hiểu cái tịnh giác chi đó là nó đã thành phẩm do chiết xuất từ cái đức, cái đặc tính của tịnh thân tịnh tâm, tâm sở, hai cái tâm sở đó mà phải được làm nhiều lần, một dòng tâm thức, một cái diễn tình tâm nó xảy ra chỉ có 7 cái châu anh á, tức là 7 cái động lực thôi. Trong 7 động lực đó thì chiết xuất ra tịnh thân tịnh tâm, chỉ chúng ta lấy cái đặc tính nó một chút thôi, nhưng mà không phải là một tích tắc mà nó hàng phút hàng giờ mình tác ý như vậy, nó nhiều cái trở thành cái thuần thục cái đặc tính nó bắt đầu có được. Thì ở đây đó chúng ta phải hiểu là đối với cái thiện pháp, mặc dù khi được nêu ra là nó chi pháp thuộc, nó là thuộc tánh này hay thuộc tánh kia, như vậy thì nó sẽ có rất ít chỉ thoáng ở trong đó cho nó đủ. Chúng ta phải chiết xuất nó ra và chúng ta phải làm cho thành thuần thục cho lâu dài, một thời gian thì chúng ta mới quen quen cái đợt tánh đó, chứ không phải là chúng ta chưa biết gì hết hay là chưa có thuần thục gì hết là chúng ta cứ nghĩ rằng trước nghe nói như vậy thôi, bây giờ tâm thị sanh khởi mình lấy một cái thuộc tánh ra để mình tu tập, hay lấy thuộc tánh ra để mà mình xài vân vân. Làm như vậy không được quý vị, nó không có ổn được. Chúng ta phải gương gốc
nhiều lần trong thời gian dài thì chúng ta mới có được cái đức tánh đó. Bây giờ nó trở thành cái đức tánh đó rồi. Bây giờ chúng ta nói cũng giống như ở trong một cái trái chanh chẳng hạn, nó có từng hạt, cái từng muối, trong muối nó có những tép nhỏ. Thì nếu mà chúng ta khuấy một cái ly nước chanh đó, mà chúng ta lấy một cái tép nhỏ nằm ở trong một cái muối chanh đó, thì nó sẽ không có chua được, không có trở thành cái ly nước chanh mà chúng ta cần phải dùng, sử dụng hết hàng trăm ngàn cái muối nho nhỏ, cái tép nho nhỏ, ly ti đó gom lại rồi chúng ta nặng nó thành nước, thì như vậy nó mới trở thành chua. Hay là những cái trái cây khác quý vị, thì cái gì chúng ta cũng phải lấy cái xương nhiều, rồi chúng ta chiết xuất những cái tinh chất đó, thì như vậy nó sẽ trở thành một cái thiền pháp lớn. Còn khi mà chúng ta học về thắng pháp tự nhiên, là ở đây khi mà nói đến cái pháp thiện đó, hay pháp bất thiện đó, cần phải được nêu rõ là cái chi pháp nó thuộc tánh này hay thuộc tánh kia, cái đó là chúng ta phải chỉ ngay. Bởi vì nó những cái thiện pháp đó nó được hình thành do quân tu từ cái pháp đó lâu dài mới có được ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta mới lấy cái pháp đó để chúng ta làm cái chi pháp. Chỉ có quý vị, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu trả lời của cái câu hỏi của Thượng Tọa Giới Đẳng, quý vị. Nam Mô Bụt Thầy nha. Sa thủ cái trường trường tọa tự siêu, mà trường tọa tự siêu khi mà chúng ta nói đến bốn danh quận thọ tưởng hành thức thì rất là thú vị, là ở trong thắng pháp thì nói rằng bốn danh quận này là bất khả ly, hãy có thọ thì phải có tưởng hành thức, không thể nào mà có một danh quận này mà không có ba danh quận còn lại. Nhưng mà trong kinh đạn thì chúng ta nghe rất là nhiều lần nói rằng đây là thọ, đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Mình quán chiếu, ví dụ quán chiếu thân quán niệm xứ riêng, mà thọ quán niệm xứ riêng, tâm quán niệm xứ, hay hoặc giả là trong kinh Vô Ngã Tướng chẳng hạn, thì cái chung và cái riêng đó nó có mâu thuẫn nhiều hay không, hay là chúng ta nên hiểu sao về điểm này? Kính thỉnh Thượng Tọa Khoan Chỉ dạy cho câu thảo luận số 2. Kính thưa quý vị, cái này nó cũng không phải là mâu thuẫn gì. Khi mà thắng pháp đâu đến bốn danh quận, tức là thọ tưởng hành thức, luôn đi chung nhau, không thể thiếu nhau và không thể tách rời nhau. Đó là nói tổng quát, nói cái chung. Còn kinh tạng nói bốn danh quận thọ tưởng hành thức á, thường đề cập đến riêng biệt, ví dụ như quán thọ quẩn là khổ, quán thức quẩn là vô thường, thọ quẩn
là khổ và quán tưởng quẩn hành quẩn là vô ngã. Thì dạy các quán riêng như vậy là dạy quán theo cái khía cạnh của pháp. Cũng giống như bây giờ như thế này, khi mà chúng ta nói đến cái bàn, cái bàn thì nó có bốn cạnh, thì trong bốn cạnh đó, bốn chân đó đó, bốn chân bàn là không thể nào mà cái bàn đó nó bị gãy mất một chân, nó còn ba chân, mà luôn luôn phải có mặt đủ bốn chân như vậy cái bàn mới đứng vững được. Đó là chúng ta nói chung. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi lại để chúng ta quan sát á, thì chúng ta quan sát cái cạnh bàn bên này hay cạnh bàn bên kia, hoặc là cạnh hông bên phải bên trái vân vân. Thì đương nhiên là khi mà chúng ta quan sát về khía cạnh á, thì chúng ta phải quan sát từng phần từng phần. Còn khi mà chúng ta nói chung là cái sự hỗn tương giữa các cái pháp này nó phải là như vậy, thì đó là chúng ta nói chung. Trong trường hợp đó nó cũng không phải là một sự mâu thuẫn gì, bởi vì một cái là chúng ta nói chung, còn một cái là chúng ta nói riêng. Ở trong cuộc sống của chúng ta có nhiều trường hợp, cũng để cho quý vị khi mà chúng ta xài cái vật gì thì đương nhiên là nó có cái chung chúng ta mới xài được. Nhưng mà khi mà chúng ta cần nghiên cứu thì chúng ta phải tách rời nó ra từng phần để chúng ta nghiên cứu được. Cho nên ở đây, ở trong Kinh Tạng và trong Thánh Pháp, hai cách nói, một cách nói chung và cách nói riêng, cách nói tổng thể và cách nói theo khía cạnh, thì chỉ vậy thôi, nhưng mà cũng chỉ là cái pháp đó. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi về Nam Mô Bổn Thầy. Sao thú kính thưa thầy, xin được hỏi thưa thầy sư một câu nữa, rồi sau đó chúng ta đi nghỉ. Bây giờ thầy sư, những cái đặc tính như là tỉnh khinh nhu thích thuần chánh, tại sao ở trong Thắng Pháp chỉ nói rằng nó chỉ có mặt ở trong tâm tỉnh hảo thôi, nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó, thì thật ra những cái đặc tính này đó, nó thể có mặt ở ngay cả những người ác nhất, họ có những cái khéo và những cái hay. Những cái khéo hay ở đây như là tỉnh khinh nhu thức thường chánh, ngay cả những người mà chúng ta tạm gọi là ví dụ như là ở Mỹ này có những người lính mà chuyên môn về bắn xẻ, người ta gọi là sniper. Thì khi mà chúng ta hiểu về người sniper thì họ có một số những cái đặc tính về tỉnh khinh nhu thức thường chánh. Nếu chúng ta nói một cách nghĩa là không qua luân lý đạo đức, cái nghề của họ bắt buộc phải như vậy. Nhưng mà tại sao ở đây đó, thì những đặc tính này chỉ có trong trong tâm tịnh hảo mà thôi, mà không thể đi với tâm bất thiện được. Kính thỉnh sư tổ hoan nghỉ trở lại. Sau câu hỏi này thỉnh sư tổ đi kỹ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây chúng ta cũng cần hiểu rằng là những cái thuộc tính tịnh hảo này
thì nó mang một cái sắc thái rất là đặc biệt. Để nó tạo ra những cái tâm tịnh hảo tốt đẹp, khéo léo, thuần thục, vân vân. Cái điều đó chúng ta không có phủ nhận được. Còn cái gọi là tâm bất thiện đó, tại sao không có những thuộc tánh này? Ở đây thưa quý vị, bởi vì những thuộc tánh này nó tương ưng, là tương ưng được với những cái căn thiện, căn tịnh hảo thôi, như vô tham, vô sân, vô si. Chớ nó, những cái thuộc tánh tính niệm tàm quý này, khinh thân khinh tâm, vô thân vô tâm, những cái thuộc tánh này nó không thể tương ưng với căn tham, căn sân, căn si. Thế nhưng khi mà một người họ làm ác chẳng hạn, người ác không phải lúc nào cũng ác, bởi cái dòng tâm thức của họ từ sáng cho đến chiều, từ ngày này qua ngày khác thì nó có xen, nó có xen, có những cái trường hợp mà cái tâm lộ của họ là tâm tịnh hảo. Bây giờ chúng ta phải nói cái danh từ thường thức, chứ chúng ta đừng có nói danh từ chuyên môn thì chúng ta nghe thấy kỳ. Thí dụ như một người họ làm nghề, thí dụ như họ đóng giày để mang, hay là họ sửa cái đồng hồ, hoặc là họ vẽ một bức tranh chẳng hạn, thì cái mục đích của anh ta đó là làm nghề để kiếm sống. Họ mong nhận được những cái tiền thù lao cho hàng đó, nó dồi dào nhiều, anh ta mới thích. Thì đương nhiên cái mục đích làm là tâm tham. Nhưng mà không phải lúc nào, từng giờ từng phút họ cũng nghĩ đến tiền, 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 tiền hết rồi. Bởi vì khi họ đã nhận làm cái món, nhận vẽ cái bức tranh cho người nào họ đặt á, cho khách hàng họ đặt, thì lúc mà ra giá cả thì lúc đó tâm tham của ta sinh khởi đối với tiền. Và nhưng mà lúc mà cái nhà, lúc mà ông bà sĩ đó mà bắt đầu vẽ đó, thì ngay khi đó là ông ta phải chú tâm, ông ta phải chú tâm mới hoàn thành cái bức vẽ được, bức họa được. Chứ còn nếu mà không có chú tâm và không có một cái tâm thơ mộng, hay là nó kháng khích với cái bức tranh, thì người ta vẽ cái bức tranh đó chắc có lẽ là người ta đi đến để người ta nhận bức tranh, người ta đem xé bỏ ở trước mặt người ta, không có lý, không có trả tiền đâu. Cho nên ở đây đó, thì chúng ta nên nhớ thế này, được gọi là tâm thiện chẳng qua đó là vì cái tâm này làm được cái điều thiện. Chứ kỳ thật cái tâm thiện dùng giới của chúng ta đó, nó chỉ là một cái tâm tình hảo chúng ta dùng xài. Có đôi khi những cái người ác đó, họ mượn cái tâm tình hảo này, cái tâm thiện này chúng ta gọi là tâm thiện, họ mượn cái tâm thiện này để họ lấy những cái khía cạnh đó để họ dùng xài. Bây giờ chúng tôi lấy cái ví dụ như thế này. Khi mà chúng ta ra ngoài cửa hàng, ngoài siêu thị chẳng hạn,
để chúng ta mua những cái con dao lớn, con dao nhỏ, thì người ta để, người ta cho biết rằng những cái dao đó là cái đồ gia dụng, tức là dùng ở trong nhà, trong bếp, chỉ là đồ gia dụng thôi. Nhưng mà khi cái người sử dụng đó, nhiều khi họ không có sử dụng cái con dao này để làm đúng theo cái chức năng của nó là gia dụng, là cắt rau hay là để cắt thịt cá vân vân. Mà khi mà họ nổi nóng, họ dùng con dao này để họ đâm chết người, thì chúng ta không có thể đổ lỗi là cái con dao này sản xuất ra là hung khí giết người. Tại sao mà lại quảng cáo là cái đồ gia dụng, thưa quý vị? Phải, tại vì cái người dùng xài, họ mượn để họ xài vào cái khía cạnh ác bất thiện. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta tưởng chừng như là cái sự khéo léo của kẻ ác là họ lấy được những cái pháp tịnh hảo, những cái thuộc tính tịnh hảo này để họ phối hợp với tâm tham, tâm sân của họ. Chúng ta những cái tâm thuộc, những cái thuộc tính tịnh hảo á, thì đương nhiên là nó chỉ phối hợp với tâm tịnh hảo thôi. Nhưng mà vì cái tâm tịnh hảo dục giới á, cái tâm tịnh hảo dục giới người ta lợi dụng cái đó được, cho nên những cái người ác quấy họ mới lợi dụng ở trong đó. Thí dụ như một kẻ trộm, khi mà họ suy tính đường đi nước bước giờ giấc, và họ phải nghĩ đến cái cách làm thế nào để đột nhập được vào căn nhà mà khiến cho chủ nhà không có hay biết, để họ dọn đồ chẳng hạn, thì ngay trong lúc đó chúng ta phải nói rằng họ vẫn có trí tuệ để họ làm cái công việc đó. Thế chúng ta mới hỏi rằng trí tuệ là vô si, rồi trí tuệ nó thuộc về tịnh hảo biến hành, nó thuộc về tâm tịnh, nó thuộc về cái thuộc tánh tịnh hảo. Như vậy thì cái trí tuệ đó nó thuộc tịnh hảo, tại sao mà điên trộm? Chúng ta nghe nói về cũng tương tự, thì ở đây thưa quý vị cũng dễ thôi, chúng ta dễ hiểu thôi, là cái bản chất của cái thuộc tánh trí tuệ thì nó chỉ có mặt ở trong cái tâm tịnh hảo, tâm thiện, tâm tốt. Nhưng mà người ta sử dụng cái trí tuệ đó để suy nghĩ như vậy, làm cái chuyện xấu cũng được chứ đâu sao đâu, họ cũng làm được chứ thưa. Thì trong vấn đề này không có cái gì trở ngại để chúng ta hiểu, mà chúng ta phải biết rằng là chỉ có khi mà đắc được đạo quả đó, thì chính cái tâm đạo tâm quả đó là mới hoàn toàn không có lợi dụng được, không có lấy được để mà dùng xài qua những cái chuyện khác, những cái chuyện ác bất thiện. Chứ còn ngay cả cái tâm thiền đáo đại thì sắc giới thì vô sắc giới, có đôi khi nó cũng là con dao hai lưỡi ấy. Để đừng nói là tâm thiện dục giới. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi về Nam Mô Phật Thầy. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thầy Siêu, xin được thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu đi nghỉ. Và bây giờ thì tiếp theo xin được hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu được, kính thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính, chúng ta thấy rằng tất cả tâm thiện theo Thắng Pháp thì nó phải luôn luôn có những cái đặc tính như là tịnh, khinh, nhu, thích, thuận, chánh. Những đặc tính này rất đẹp, như là nhẹ nhàng hay là nhu nhuyễn vân vân. Nhưng mà tại sao, nếu nói như vậy, tại sao có những người họ làm việc thiện mà cái tâm họ rất là cố chấp hay tâm họ rất là nặng nề? Thì xin đại đức Pháp Tính Hoa Kỳ giải rõ về điểm này.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ lên sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Ngự Hành, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Như cái đường cái đường nét nó không có được ổn định nữa. Chúng tôi ráng nghe cái câu hỏi của thượng tọa nhiều lần nhưng mà nó bị gián đoạn. Bây giờ thì ở trong cái câu thảo luận số 4 này hỏi rằng là theo thắng pháp thì tâm thiện nó luôn luôn có những cái đặc tính là tịnh khinh nhu thích thuần chánh, nhưng mà tại sao có người làm phước với cái tâm nặng nề cố chấp, nặng nề hay là cố chấp? Thì kính thưa quý vị, chúng ta có một điều nữa đó, là chúng ta cần phải nhớ là đối với tịnh khinh nhu thức tính niệm nhu thức thường chấm, đây là 19 cái sở hữu tình hảo biến hành. Thành ra đó là khi nào mà chúng ta khởi lên tâm thiện, khi nào mà chúng ta khởi lên tâm thiện là nó sẽ có những cái đặc tính này, có những cái đặc tính này sanh khởi ở trong đó, sanh khởi ở trong đó. Thành ra đó khi mà chúng ta bố thí hoặc là chúng ta cung kính hoặc là nói chung là chúng ta làm cái gì mà thiện đó thì sẽ có những cái đặc tính này, tính khinh, tính nhu, tính thích, thuần chánh. Khinh nhu thích thường chánh là chúng ta nghe giảng chúng ta đã biết rồi, nhẹ nhàng, nó nhu nhiếm, nó uyển chuyển, nó có sự uyển chuyển, rồi nó thuần, rồi nó chánh, thì chúng ta đã biết được những cái đặc tính này rồi. Nhưng mà ở đây đó hỏi rằng là thế thì tại sao mà có người làm phước với cái tâm nặng nề hay là cố chấp? Thì cái điều này đó là chúng ta phải biết rằng là nó sẽ diễn ra ở trong trước cái lúc đó, trước cái lúc đó hoặc là sau cái lúc đó, chứ không phải là nó diễn ra ngay ở trong khi ấy. Cũng như quý vị thấy rằng nào, ông trưởng giả đó, ông thấy cái vị sa môn đó đi ôm bình bát đi, thì ông tâm ổng hoan hỷ quá, ông kêu vợ, bà kêu gia nhân ở trong nhà đó đem đồ ra cúng dường cho cái vị sư đó, cúng dường cho cái vị sa môn đang ôm bình bát đó. Thì quý vị thấy rằng lúc đó, từ cái lúc mà phát tâm để mà nói ra những cái câu nói đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là đó là cái tâm đại thiện sanh khởi. Thì ở trong cái tâm đại thiện đó, nó sanh khởi đó, thì có tịnh kinh nhu thích thuần chánh hết đó. Nhưng mà cái diễn biến tiếp theo là như thế nào? Là tự nhiên sau khi mà ông chờ đợi, ông làm xong cái công việc của ông đó, thì ông thấy cái vị sa môn nó ôm bình bát rời khỏi cái khu đất nhà ông. Thì lúc đó ông mới đi đến, ông mở cái bình bát ra ông coi, nói chà, những cái thức ăn thượng vị này đó phải chi mà để mà cho tôi trai tớ gái trong nhà mình nó ăn, rồi nó còn nó để mà làm việc, còn giờ đem cho cái vị sa môn này rồi thì cái vị đó ăn xong thì đi đâu rồi, đâu có làm việc gì cho mình đó. Thì cái lúc đó đó, cái sự đó là cái sự cố đó, thì cái lúc đó đó, cái sự đó là cái sự cố chấp của ông. Thành ra sau này nó cho ông cái kết quả là có tài sản, cái sự hối tiếc của ông thành ra cho ông là sau này có tài sản nhưng mà không có hưởng thụ được tài sản đó. Thì chúng tôi muốn kể ra cái câu chuyện này để chi vì để cho chúng ta biết rằng là cái lúc mà phát tâm đại thiện ấy, thì chắc chắn rằng là lúc đó là coi như là có tịnh khinh nhu thích thuần chánh. Tại vì cái này là tịnh hảo biến hành. Tịnh hảo biến hành, biến hành ở đây là có nghĩa là gì? Có nghĩa là sanh khởi khắp ở trong những cái tâm mà thuộc về thiện, tâm thuộc về thiện,
Thành ra đó, ở trong lúc ấy đó là coi như là nó không có, nó không có sự mà cố chấp hay là nặng nề đó, nó chỉ có trước hoặc là sau, trước hoặc là sau cái khi mà mình phát tâm thôi đó. Cũng như quý vị thấy rằng cái trường hợp mà của hai vợ chồng ông Bà La Môn mà nhất y đó, chỉ có một chiếc y đó đó, thì lúc đó ông ngồi ông nghe Đức Phật thuyết pháp suốt cả đêm gì đó. Lúc đầu ông muốn đem cái tấm y của ông cúng dường cho Đức Phật, là tại vì tài sản của ông có nhiêu đó thôi. Nhưng mà lúc đó ông chần chừ, nó qua hết canh đầu của đêm. Rồi cái canh hai của đêm thì ông cũng muốn phát tâm, ông cúng dường nữa, nhưng mà lúc đó ông chần chừ. Đó, thì cái sự phát tâm và cái sự chần chừ đó là quý vị thấy rằng là cái lúc này á, là nó coi như là nó sẽ nhập nhằng qua nhập nhằng lại, thì nó sanh trước sanh sau, chứ không phải cái lúc mà phát tâm đại thiện đó mà lại có cái sự mà cũng như là nặng nề hoặc là cái sự cố chấp đó. Thì cái trường hợp này cho chúng ta thấy rằng là coi như là nó sẽ sanh khởi cái sự mà nặng nề hay là cố chấp gì đó, nó sẽ sanh trước hoặc là sanh sau, chứ không phải là cái lúc mà chúng ta làm bằng tâm đại thiện mà lúc đó nó có cái sự nặng nề, nó có cái sự cố chấp. Rồi đây là hai cái điều mà để mà chúng ta lưu ý. Rồi nó cũng còn một cái trường hợp nữa quý vị, nó cũng còn một cái trường hợp nữa là vô trợ và hữu trợ. Vô trợ và hữu trợ thì quý vị thấy rằng có những người do ở trong cái đời sống nào đó, nhiều người nói hoặc là người ta giải thích, người ta trợ giúp mình rồi kia, thì mình mới sanh lên cái tâm đại thiện để mà mình làm phước. Thành ra bây giờ đó, khi mà mình sanh lại làm người, mình có tài sản hoặc là mình có điều kiện, nhưng mà cái tâm của mình nó chậm chạp lắm, nó chậm chạp lắm. Cũng như quý vị thấy rằng đối với những cái người cư sĩ ở trong thời nay, có nhiều người người ta cứ thôi để kiếm cái chùa nào nghèo nghèo, kiếm cái chùa nào ở vùng sâu vùng xa nghèo nghèo để mà mình bố thí cúng dường. Nói chung là người ta cũng có phát tâm vậy đó, nhưng mà cái tâm của người ta cứ đắn đo suy nghĩ. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà cái người mà người ta vô trợ hoặc là người ta có cái trí ở trong đó đó, người ta suy nghĩ rằng là ở cái chỗ nào mà tăng chúng đang cần, hoặc là tăng chúng có cái sự cần, ở đây là có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự tu học của tăng chúng ở trong đó, thì chúng ta mau mau tới đó chúng ta làm phước. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng ở trong cái chỗ mà ở trong trường đại học, nhiều mình có khả năng thì mình cũng khuyến khích những người nào mà học giỏi, ham học vân vân, mình cũng có những cái phần thưởng. Nhưng mà đa phần là có những người người ta chỉ thích tìm đến cái chỗ nào mà nó đau thương, bệnh viện hoặc là cô nhi viện đồ này kia vân vân, cái chuyện mà mình nhìn thấy cái cảnh đau thương đó thì mình mới chịu có cái sự làm phước. Thì ở trong cái điều đó đó, tâm nó cũng nặng nề hoặc là nó cũng có cái sự cố chấp. Quý vị thấy chúng tôi gặp những cái điều này rất là nhiều quý vị. Có những người người ta nói rằng thôi bây giờ đó là đi xuống ở dưới đâu, ở dưới vùng sâu vùng xa đó, kiếm những cái ngôi chùa nào nó nghèo rồi làm phước. Thì khi mà đi xuống dưới đó, người ta nói tại sao mà không biết mấy vị sư tu tập sao mà không có cạo tóc, để tóc mà nó dài, rồi móng tay nó cũng dài, rồi y áo nó cũng luộm thượng. Còn ở cái chỗ á, mà người ta có học á, người ta có tu tập đàng hoàng á, thì mình nói rằng ở đây thì nó giàu, nó đầy đủ, nó sung túc rồi đó. Thì cái đường nào người ta cũng chê, hễ mà cái chỗ mà người ta tôn tất á, thì mình cho rằng là người ta giàu, người ta đầy đủ. Còn hễ mà mình đi đến cái chỗ mà mình tìm đến cái chỗ mà nghèo rồi này kia, thì mình chê là những cái vị đó sao mà luộm thượm, y áo luộm thượm, móng tay dài, rồi tóc dài vân vân, cái đường nào mình cũng chê hết đó. Thì cái điều đó đó là quý vị thấy rằng là do họ bị cái, phải nói rằng là giống như là cái nghiệp ở trong quá khứ vậy đó, nó có
cái sự chấp thủ, có cái sự cố chấp ở trong đó. Đó thành ra đó, ở trong cái câu thảo luận này đó, thì chúng tôi muốn nói rằng là lúc mà chúng ta làm thiện thì ở trong cái tâm thiện á, những cái thuộc tánh nó sanh lên á, tịnh kinh nhu thức thuần chánh, là coi như là nó làm cho mình có cái sự mà chánh trực, hoặc là cái sự nhu nhiếc, tịnh tính đồ đàng hoàng. Nhưng mà cái sự mà cố chấp hay là nặng nề gì đó nó sanh lên nó thì trước hoặc là sau, hoặc là có những người là do cái duyên nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta gọi là vô trợ hữu trợ đó, cái duyên nghiệp đó đó thì nó làm cho trước khi họ bố thí hoặc là làm phước gì đó họ cũng có cái tâm mà nó nặng nề, nó có cái sự cố chấp, rồi do cái hoàn cảnh hoặc là cái cảnh nó làm hấp dẫn tâm, thì lúc đó người ta mới quay trở lại với cái pháp bố thí của người ta được. Là cái trường hợp này là nó do đâu, là do bị chi phối bởi cái nghiệp ở trong quá khứ, chứ không phải là ngay trong cái lộ trình tâm, ngay chỗ cái tâm đại thiện mà nó sanh lên mà nó nặng nề hoặc là nó cố chấp, thì cái điều đó nó không phải là như vậy. Đây là những ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Già. Sao thưa cái trình đại điều Phật tính, sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin thưa sư Nguyên Thông trả lời cho cô thưa được sư Đông. Sư Nguyên Thông sư là một người biết nhiều sinh ngữ và cũng có lặn lội nghiên cứu Phật học trong nhiều năm. Nếu có một người hỏi sư Nguyên Thông rằng tại sao khi mình học thắng pháp đó, nhất là tự học á, mình không thể dùng cái khả năng ngôn ngữ của mình được, mà mình phải có sự hướng dẫn từ một người nào đó đã biết về thắng pháp rồi. Xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ, có đáp án cho câu thảo luận số 5 hỏi rằng tại sao khả năng về ngôn ngữ không đủ để tự học về thắng pháp. Kính thưa sư phụ, về thắng pháp hay là nói chung luôn, kể về Phật pháp cũng vậy, trong đó nó có nhiều cái từ ngữ, có nhiều từ ngữ mà trong đời sống bình thường, trong đời sống bình thường của chúng ta thì chúng ta không quen với từ ngữ đó. Vì vậy cho nên trong cái lĩnh vực này thì cái người học giả như chúng ta thì cũng phải đến học trường lớp, còn nếu không học trường lớp thì phải thường xuyên nghe giảng dạy. Nếu mà chúng ta nói là cái room này cũng là một cái trường lớp, tại vì nếu mà một người hành giả nào có thể đi vào cái room Phật Pháp, lớp Phật Pháp Đa Tham Ma mà học hàng ngày, nếu nói ra như là sư phụ vừa trình bày với con thì cái room này đã có tồn tại 20 năm rồi hay là hơn. Thì nếu mà có người nào đó mà liên tiếp học room này từ xưa cho đến giờ là 20 năm hay là 10 năm hay là 5 năm mà có những cái thời gian liên tục như vậy đó, thì người hành giả đó đã nghe lặp đi lặp lại là thắng pháp, là trung bộ kinh, trường bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh, tiểu bộ kinh, vân vân, và những cái từ ngữ trong những cái bài học đó, thì có nghĩ rằng người hành giả đó sẽ tập quen dần. Thành ra thì vì vậy cho nên ở trong này con có người bạn đó, và lúc mới vào thì không biết gì cả, tại vì anh ta là sống ở bên Pháp và anh ta giỏi về tiếng Pháp và tiếng Anh, nhưng mà Phật học thì đâu có được quen. Nhưng mà vào đây một thời gian rồi anh ta nói là đã quen dần rồi. Thì vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái hiểu biết của con người chúng ta đó, là khi nào chúng ta có sự giao tiếp được học hay được gặp gỡ và nói chuyện, hay là được bàn luận, hay là được trình bày về cái đó, suy nghĩ về cái điều đó, thì tất cả những cái điều đó nhé, cho chúng ta cái kiến thức. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không được học hỏi, không được biết được cái vụ đó,
Vì dầu cho ta là có bằng tiến sĩ hay có bằng cử nhân cao học gì đó mà không biết về vấn đề đó thì cũng không biết được đó. Là bởi vì trên thế gian này con được nghe nói đó, người ta cho rằng thế gian này là một cái trường đại học mà chúng ta là một người sinh viên. Thì nếu mà chúng ta không được học, không được biết thì chúng ta là trở thành người dốt thôi. Cho nên cái hiểu chúng ta là do nhờ chúng ta được thân cận đến cái những người mà đã giảng dạy chúng ta, là những vị đó là đạo sư hay là những người chân nhân hay là những thánh nhân. Còn nếu mà chúng ta không có quen mà hiểu biết được những người đó thì chúng ta sẽ trở thành người dốt. Vì vậy cho nên cái câu hỏi thảo luận số 5 là tại sao khả năng về ngôn ngữ không đủ để tự học về thắng pháp. Vậy tại vì cái ngôn ngữ là ngôn ngữ chúng ta là bình thường ăn uống ngủ nghỉ. Còn trong khi vẫn cái thắng pháp là cái môn học, có thể nói là người Tây Phương gọi môn thắng pháp là cái môn học mà tâm lý học cao nhất của thế gian này. Đã tâm lý học là một môn học cao rồi mà tâm lý học của Phật giáo là một môn mà luận lý học rất là thâm sâu. Mà nếu mà không học mà hay là học mà thời gian không có đủ thì cũng khó mà thâm nhập được. Vì vậy cho nên những người mà học về tâm lý học Phật giáo hay là thắng pháp mà cao siêu đó thì người đó có thể nói là có một cái trí tuệ, một sự hiểu biết mà chính xác về cuộc sống và những người mà giỏi về vi diệu pháp thì có nghĩ là cái tâm của họ rất là nhẹ nhàng. Bởi vì họ biết tất cả những sự việc đã xảy ra nó như thế nào, những nguyên nhân, những nhân quả như thế nào. Cho nên những người mà giỏi về vi diệu pháp thì nghĩ là đời sống của họ rất là hạnh phúc, an khang. Vì vậy, kính thưa sư phụ, nếu mà hỏi là tại sao khả năng về ngôn ngữ của chúng ta mà không thể để tự học thắng pháp, là bởi vì thắng pháp là cái môn mà nhiều người, chính là cái ông bà Rhys Davids cũng công nhận thì đó là một cái môn học rất là thâm sâu và nói lên một cái chân lý siêu việt. Mà cái chân lý đó người nào mà đã học được biết rồi đó thì người đó sẽ có thể nói là không có thắc mắc về cái cuộc sống, là bởi vì cái giáo pháp mà chúng ta học thắng pháp đó là cái chân lý của cuộc đời. Bởi vì cái chữ mà Thamma mà Afi là một cái giáo pháp siêu việt, mà một người đã hiểu biết cái giáo pháp siêu việt đó thì không có bận tâm, không có thắc mắc. Bởi vì nội mà cái giáo pháp của Đức Phật giảng dạy chúng ta thì là nó là cái chân lý tuyệt đối. Cái chữ Thamma nó có hình muôn ngàn cái ý nghĩa, mà cái một trong những ý nghĩa nó là cái chân lý, mà Afi là cái chân lý là nó tuyệt đối siêu việt. Thì ra người nào mà đã học xong thắng pháp là người đó là có một cái hiểu biết về cuộc đời không sai lầm. Mà chúng ta là rất là may mắn đã được học những cái giáo pháp của Đức Phật mà đã giảng dạy cho chúng ta, thì thật là chúng ta rất là may mắn, hạnh phúc. Vì vậy cho nên con đã thấy là tất cả những Phật tử này đã thường xuyên, đã trì trí và đã có cái lòng mà tinh tấn, tin tưởng cái giáo pháp của Thế Tôn để mà học hỏi. Vì vậy cho con rất là tán thán với vị Phật tử như vậy. Dạ kính thưa sư phụ, mà là bởi vì cái Thamma hay là giáo pháp của Đức Phật đó là một cái điều mà có thể nói là quý quá vô cùng rồi, mà cái Afi Thamma là một giáo pháp này gọi là siêu đẳng hơn nữa. Cho nên cái người bình thường không học cái thứ sư phụ thì làm sao mà hiểu biết được cái giáo pháp mà tự học về thắng pháp. Mà nếu người đó trì trí hoài hoặc có dịp mà nghe nói chuyện được thì người đó sẽ hiểu được, là bởi vì nhờ có đọc rồi lần lần nó sẽ thâm nhập vào cái tâm của người hành giả đó. Đó là cái tư tưởng của con, suy nghĩ là như vậy. Con xin trao mai để cho sư phụ, để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa rõ. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai.
sa thú cái trường sư Nguyên Thông. Thưa quý Phật tử, trong những bài học tới, khi mà chúng ta học qua từng cặp một của sáu cặp thuộc tánh tỉnh Khinh Nhu Thích Thường Chánh, thì qua đó cũng cho chúng ta biết một số những cái đặc điểm của thế nào là tâm tịnh hảo, và nó liên hệ đến đời sống hàng ngày của chúng ta ra sao. Những điều này đôi khi chúng ta không có nhận ra trong cái sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà nó lại là những điểm rất là then chốt và lợi lạc. Thì chúng tôi hy vọng rằng từng cặp một, mỗi tuần chúng ta, mỗi bài học chúng ta sẽ đi qua một cặp, thì qua đó chúng ta sẽ thấy những điều rất là lợi lạc cho cuộc sống, không phải chỉ là ở trong môn học thắng pháp mà thôi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trường chư tôn đức đã cùng được thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã đúc kết cho bài học. Con lên nhà nguyện thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc cho đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các từ đúng chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.